Thì đây là anh Tiến, chủ nhà ở Dương Nội này thì đã chọn rất là nhiều bức. Thì là từng cái bức tranh này thì thường á, là phù hợp với những cái mệnh, với cái phong cách của gia chủ. Xin chào tất cả anh chị, hôm nay Tuấn sẽ đưa anh chị vào tham quan một cái dự án ở tại Dương Nội, Hà Đông, cách trung tâm Hà Nội 12 km, một khu đô thị mới rất là đẹp, sầm uất. Thì ngày hôm nay Tuấn đưa anh chị vào một cái công trình mà bên Tuấn đã thi công, hạng mục mặt tiền và một cái bức tranh đá sơn thủy. Thì mời tất cả anh chị vào xem cái dự án của Tuấn đang làm. Thường á, là cái tầng 1 là các cái gia chủ ốp cái đá ở ngoài. Thì cái loại đá mà bên Tuấn đang làm đấy á, thì một cái loại đá ở Việt Nam. Thì khi mà gia chủ ở đây họ thích cái màu tông sáng thì cũng rất là nhiều loại đá mà bên Tuấn có thể là nhập khẩu hoặc là ở trong nước. À, cái loại đá này thì là ở trong nước mà được khai thác và bán ra thì ở tại Yên Bái. Đây, anh chị hãy quan sát một cái nhà mà ở dưới chân đế của tầng 1 á, ốp đá vào thì nó rất là vững chãi mà rất là sang. Khi mà mưa gió á, là nó sẽ sạch. Khi mà mình khoảng 1 tháng hoặc là 2 tháng thì mình có thể xịt nước thì là nó sẽ sạch hơn là làm sơn hoặc là một cái chất liệu nào khác. À, tất cả anh chị đã xem cái đế chân tường ở ngoài. Thì bây giờ Tuấn mời anh chị vào xem một cái bức tranh sơn thủy của bên Winstone đã làm xong cho anh Tiến. Dạ, mời anh chị vào. Thì thường là được vượng khí, đấy là cái không gian nó ấm cúng mà cái phong thủy nó rất là tốt. Thì đây là anh Tiến, chủ nhà ở Dương Nội này thì đã chọn rất là nhiều bức. Thì là từng cái bức tranh này thì thường á, là phù hợp với những cái mệnh, với cái phong cách của gia chủ. Thì đây là bức tranh gọi là sơn thủy, Tuấn nhập khẩu ở bên Ấn Độ về. Thì là được tuyển lựa rất là kỹ và cái độ bóng và cái kích thước thì đã theo tiêu chuẩn của quốc tế. Anh chị vừa xem cái bức tranh của Tuấn vừa làm cho gia chủ. Thì nếu anh chị muốn sở hữu những cái bức tranh sơn thủy như này thì hãy để lại tên và số điện thoại để Tuấn sẽ tư vấn phù hợp cho anh chị những cái kiến trúc, những cái thiết kế phù hợp với ngôi nhà của bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.